Ủa, chơi banh đâu mất tiêu rồi. Vô đâu? Khép góc rồi vô gì? Vô ra tay, Thôi tiêu rồi. Tôi là Thi Freestyle. 4 giờ chiều. Mình đang có mặt tại sân Chí Hải. Nay mình có trận banh sân 7 với đội CMB của anh Lâm Rô Béo. Nắng quá. Đá giờ này nắng kinh khủng luôn. Đi lạc đường tới trễ. Ngoài có Hoàng Tôn với Hải Nam đang ngồi. Nhưng mà anh em đá được nãy giờ, mình thì chưa. Đối thủ là một đội, nghe bảo là đội Nhật, toàn người Nhật thôi. Đầu tiên ba sân Chí Hải đá ở quận 2, đi xa múc chỉ cà na luôn. Mang giày thôi nào, và vẫn là đôi Vabo 14 Pro TF nha. Sẵn đây quảng cáo luôn, mình vừa về 1.000 đôi vớ như trong clip mình đang mang. Anh em có thể mua về dùng xem như ủng hộ kênh của Theta Soccer thông qua link trong phần mô tả nha. Hậu vệ đội bạn đã bị hút vô giữa, khoảng trống đang lộ ra ở đáy biên. Thảo! Không có nhiều khoảng trống ở cột 2, dứt điểm thôi. Ấy chà, nguyên đội Nhật bên kia toàn là mang giày cỏ tự nhiên đinh FG không à, nên vô đá phải kỹ tí xíu. Đó anh em thấy không, quay lưng về phía đối thủ thì cứ đá một chạm cho chắc. Lý do tại sao đội Nhật bên kia toàn mang giày FG thì mình hiểu. Mục đích của đội này là tập luyện cho giải sân 11 người nên họ phải mang giày FG cho quen chân. Chứ đúng ra sân 7 cỏ nhân tạo thì không nên mang giày FG nha anh em. Sẵn việc này thì làm giveaway cho clip này luôn. Theo anh em thì tại sao đá cỏ nhân tạo lại không nên mang giày FG? Một chiếc áo của Rainsport Việt Nam sẽ dành cho anh em nào trả lời hay nhất. Ô là la, lại có khoảng trống ở đáy biên. Kiên. Đối thủ áp sát rất nhanh, một chạm thôi anh Kiên ơi. Bốn giờ chiều, lê biên có mấy tour mà thở muốn xỉu rồi đó anh em ơi. Tập lại. Số 77 kéo về giữa, trung vệ theo nên xuất hiện khoảng trống bên biên phải. Ủa, chơi banh đâu mất tiêu rồi. Vô đâu? Khép góc rồi vô gì? Vô ra tay. Vô. Anh em thấy đã vô chưa? Thả ngay cái comment nào. Không cần phải tranh cãi nhiều, chết va thôi. Trọng tài này không xem va như mình, nhưng vẫn công nhận bàn thắng. Tuyệt vời. Hiểu. Nhét cái khe này là thành 3-2 với đối thủ nè. Tiền đạo kéo về giữa để hỗ trợ bậc tường. Số 77 pha đó dứt điểm chân trái luôn thì ngon rồi. Đúng rồi. Ê chà, lỡ rồi, thêm 1-1 luôn.
Đưa xi. Ok. Thảo. Tổng Thảo. Bắt bài dữ quá, thôi mình truyền về cho chắc. Kiên. Ây da, bật xong pha đó ông Kiên đi cà nhắc luôn rồi. Lại. Tập lên. Up there. Ây da, pha này bỏ thôi. Ôi. Ừ. Anh. Đưa yên Thảo. Đưa yên Thảo. Đấy. Nó khỏe lắm. Không sao. Ok. Hết tồi. Hiện. Hiểu. Hey. Xử lý nhanh gọn lẹ để tránh bị đau những pha bóng không cần thiết. Nhận bóng quay lên và đưa thẳng cột 2. Hay cha, đưa cho banh hơi cao nên bị thủ môn bắt bài. Quả đó mà đưa sệt thì nguy hiểm hơn. Mười phút cuối hiệp 1 thật sự hỗn loạn vì mất bóng liên tục ở tuyến giữa. Nhưng thôi không sao, hiệp 2 làm lại. Còn khỏe quá anh ơi. Khỏe đúng không? Ừ, tốc độ nữa. Ừ. Hiệp 1 sao ta? Đã hết một hiệp rồi, giờ chưa cảm giác nữa. Giá trị số 43. Đang ghép 43. Trời sắp lặn rồi. Bên đây vẫn còn nắng nè. Mới đá con kịp ướt hết áo, đổ mồ hôi hột. Cái này là sao? Sao? Cái này là sao? Này là gì? Đặc sản Phú Yên hả? Đúng rồi. Này là gì? Nem chua. Đây là nem hả? Đúng rồi. Nguyên cây bự vậy là nem luôn? Nửa ký. Bao nhiêu một cục này? 120.000. Ồ, 120.000. Cục này ăn cả tháng hả? Đúng không? Không. Hả? Cả nhà thì ăn chút xíu, nói chung thích thì ăn, ăn nhiều thì hết nhanh, ít thì hết lâu. Ok, bảo quản được lâu không? Được, mà tủ lạnh, nếu như mà ăn lâu thì mà tủ lạnh ngăn đau, mà nếu như ăn liền thì mà tủ lạnh ngăn mát. À, có thể chế biến đủ thứ món đúng không ta? Tội ăn không cũng được, đa phần người ta sẽ ăn không, người ta chấm tương. Thấy bảo quản cũng chắc chắn quá, cột dây các kiểu xanh, 120.000 hả? Đúng rồi. Ok, ai mua thì lên fanpage phần mô tả nha. Có Shopee nữa, Lazada, Tiki các kiểu luôn nha. Giờ tiếp tục với hiệp 2. Bây giờ cơ hội nâng tỷ số lên. Đi chiếu bóng là Quý Lợi, 26. Wow, cú đá thứ hai đã vào rồi. Hên quá vậy. Hên quá. Đá cú đầu chân 6 hả Lợi? Bị thủ môn bắt. Kiên. Kiên được. Kiên lại. Chân trái nè. Chân trái nữa. Trời ơi, trúng cái cột.
ơi, vô luôn. Một pha lộn xộn trước khung thành, hậu vệ pha bóng trúng chân thủ môn bằng một lưới luôn. Vậy là có được gì không? được. Ok, lại. Giải Phương. Ồ. Hiệp 2, Lâm Rô Béo vừa đá trung vệ và vừa rồi là một pha cắt bóng tốt của anh Lâm. Đang ghét đến hai trái lận nên cứ từ từ mà đá thôi. Kiên. Bảo đúng không? Đội Nhật này áp sát rất nhanh và mạnh. Đã vậy còn mang giày FG nữa, nên việc lên banh phải chắc chắn và từ tốn. Nam. Tốt Nam. Đó, anh em vừa thấy đó, giữ banh lâu là bị kẹp liền. Đối thủ che giữa và hướng người bắt mình đi xuống biên. Hải Nam thì kẹt rồi, quành về thôi. Xây. Ném được. Dứt. Yeah. Tô Phương. Chuyền qua chuyền lại ở dưới, lâu lâu lên một pha là có bàn. Chơi chắc cú vãi. Đối thủ bắt hẳn đường chuyền về, ép mình đi lên. Đâu phải lúc nào cũng quay về, lâu lâu chuyển cánh nhanh một cái, chờ đội bạn bất ngờ. Kiên! Thôi tiêu rồi. Hì cha, trái đó mà không có số 77 ở đó là lấy được rồi. Tốt Kiên. Tuấn. Không vội vã tấn công, ổn định vị trí cái đã. Đáy biên bên cánh mình vẫn ổn. Anh Lâm đá trung vệ có vẻ hay hơn tiền đạo anh em ơi. Hỗ trợ Phương, hỗ trợ xin. Lại Phương. Ê chà, bị số 24 mắc bài rồi. Hey. Yeah. Bốn cậu ở trên, vậy ở dưới còn có hai, tiêu rồi. Pha vừa rồi trọng tài thổi phạt cũng được, vì mình cố tình phạm lỗi mà. Đồng đội ở ngoài vừa kêu, anh Thi đá tiểu xảo quá nha. Chế giữa. Ok. Giữ lại Si ơi. Tiếp
Đội bạn cài đè và che chắn bóng tốt, né thôi. Ok, Tuấn. Tao tôi ơi. Keeper. Cánh của anh, em lo giữa. Bên mình có đối thủ. Do là mình đeo camera nên không đánh đầu được, nên chỉ cài đè không cho đối thủ nhận banh thôi. Người ta bảo vệ banh thành công mà. Xuống được. Kiên, nhìn trái. Kiên. Hiền. Giữ chơi ơi, hết giờ rồi. Giữ chơi thôi. Thôi. Yeah. Tốt nhất. Bước qua. Trung vệ bước ra cánh, mình bó giữa hỗ trợ phía trong. Thôi, xây, xây. Hey. Ok. Chân trái. À, trong không ai hỗ trợ được. Che cái khe ở giữa lại trước, ở biên tính sau. Ok. Nhanh đi. Thôi bỏ anh. Lên. Nhanh. Tiếp. Hướng lên cho Hải Nam bị kẹt rồi. Quành về thôi. Ê, chúng đây mà. Thôi kệ không sao, chứ pha đó mình phạm lỗi rồi. Đội bạn kiểm soát bóng không tốt, phập. Và đây là tình huống cuối cùng của trận thi đấu. Yay. Yeah. Yeah, thank you. Kết quả chung cuộc, đội GNB giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt. Thank you. Hey, Nam. Okay, thank you. Không áp lực được 2 quả chứ. Được 2 quả nữa. Thêm quả nữa. Chơi rất là đẹp. Đá banh xong ngắm mặt trời lặn. Thật là đẹp tuyệt vời luôn em ạ. Bên kia thì rất là ồn ào sau một trận giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt ở những phút cuối trận và những pha câu giờ cực kỳ màu mè của TV Sky Soccer. Ở đây là gì ta? Sân tennis trong lòng. Hay á, chị Hải có cái này hay à. Đây lối vào. Hợp lý nhỉ. Xung quanh đây rất nhiều sân. 5
7 có đầy đủ không? Ngoài này là bãi xe rất rộng. Mô tô ai đẹp cho ta, hoặc thường chứ. Rất là nam tính. Ở đâu? Trời đẹp quá. Tiến. Vậy. Trời đẹp quá, trời đẹp. Nhìn trời rồi. Như thường lệ, anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các clip trong thời gian sắp tới của mình nữa nha. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.